Chào các bạn, trong video này thả theo yêu cầu của một bạn theo dõi kênh YouTube của mình, các bạn đã muốn biết cái thông số kỹ thuật của cái mạch hạ áp trực tiếp từ nguồn 220V dùng tụ gốm nó có giá trị là 105G hoặc là cái tụ quạt 2 microfarad, và so sánh cái giá trị thông số như điện áp, cường độ dòng điện của cái mạch nguồn hạ áp này so với cái mạch nguồn led driver nó có ưu nhược điểm gì. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thực hành để đo cái điện áp và cường độ dòng điện của mạch nguồn hạ áp dùng tụ 105G 400V. Thứ nhất, mình nói về ưu điểm của mạch điện ha. Gọn nhẹ, dễ làm và chi phí thấp. Vấn đề nhược điểm của mạch điện là đây là mạch không cách ly, nó dễ bị giật. Cái cường độ dòng điện ngõ ra nó rất nhỏ ha, và nó phụ thuộc vào tải. Cái điện áp đầu ra không phẳng, nó bị thay đổi theo cái điện áp giá trị đầu vào. Đây là cái sơ đồ của mạch hạ áp. Ở đây nguồn AC 220V đi vào qua một cái tụ gốm giá trị 105G 400V. Nó tương đương với cái điện dung của nó là 1 microfarad, hoặc là các bạn thay thế bằng cái tụ quạt ha, giá trị 1.5 microfarad 400V, đưa qua cái cầu diode chỉnh lưu. Tại đây nó sẽ biến cái điện áp AC xoay chiều thành điện áp DC qua một con tụ lọc nguồn. Đây là tụ khóa có giá trị tầm 10 microfarad 400V. Từ đây nó cung cấp trực tiếp vô cho cái thanh led, vỉ led hoặc là cái dây led của mình. Thì trong mạch nó thiết kế khá đơn giản ha. Như ở đây mình có 3 con chính, đó là một con tụ nè, tụ gốm hoặc tụ quạt. Cái thứ hai là cái con cầu diode. Cái thứ ba là cái con tụ khóa. Thì ở đây á, cái chức năng của con tụ gốm 105G, 1 microfarad hoặc là tụ quạt, nó có tác dụng là cho cái dòng điện xoay chiều AC đi qua. Và khi dòng điện đi qua tụ á, thì nó sẽ gây ra sụt áp trên tụ. Từ đó nó làm giảm cái điện áp ngõ ra. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đi làm một cái bảng và một số cái thông số kỹ thuật. Như đối với nguồn led driver và cái nguồn hạ áp dùng tụ 105G ha, mình đo các giá trị như điện áp ngõ ra không tải, điện áp ngõ ra có tải và cường độ dòng điện qua tải. Thì từ đó mình sẽ so sánh và mình đưa ra những cái nhận xét về cái việc sử dụng cái nguồn led driver hay cái nguồn hạ áp dùng tụ 105G nha. Như trên tay của mình á, mình có cái bao nguồn led driver bị hư cái con IC nguồn led driver, thì mình tháo ra mình sẽ tận dụng lại cái con cầu chỉnh lưu và một cái con tụ khóa. Mình chỉ cần lắp thêm một cái con tụ gốm giá trị là 105G là ok ha. Hoặc các bạn có thể lấy cái tụ quạt mình thay vô cũng được. Mình hàn trực tiếp luôn trước khi cái mạch đầu vào AC 220V. Mình dựa vào cái sơ đồ này mình lắp thôi. Chỉ có 3 con chính. Tiếp theo mình sẽ lấy 2 sợi dây điện ha. Mình hàn trên một cái tụ khóa này. Mình hàn tương ứng thôi. Đầu dương đầu âm á, mình đánh dấu mình hàn vô. Để tí nữa mình sẽ đo cái điện áp ngõ ra và cường độ dòng điện ngõ ra của cái bon mạch hạ áp này. Đó, mình được như vậy.
Thứ nhất á, mình sẽ đi kiểm tra các giá trị điện áp và cường độ dòng điện của nguồn led driver thông thường ha. Mình sẽ đo cái điểm ngọt ra không tải nè, có tải và cường độ dòng điện qua tải. Đây là cái bo nguồn led driver của nó. Thì hai chân ngõ ra này á, mình sẽ nối vào một cái đầu nối nhanh. Mình bật cái thang đo DC của mình 1000V. Mình đo điện áp không tải trước. Mình kết nối như thế này. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng một cái đầu nối nhanh, mình nối vô hai cái dây nguồn AC 220V. Mình tiến hành mình cắm điện vô, mình sẽ đo được cái giá trị điện áp không tải của cái bo nguồn led driver này. Như cái giá trị điện áp không tải của mình đo được là khoảng là 286V nha, nguồn led driver thông thường. Rồi mình sẽ dùng một cái đèn tiếp led T8, mình đấu nối vô để mình kiểm tra cái điện áp bỏ ra có tải, có nó sụp áp bao nhiêu và cái cường độ dòng điện của nó. Mình dùng cái thanh led của đèn tiếp led T8 như thế này. Ở đây nó có 3 đầu ha, đầu AC nè, đầu cộng, đầu trừ ha. Thì mình sẽ test trực tiếp trên cái đèn này luôn. Đo điện áp có tải trước. Với cộng dây trừ này thì mình hàng tương ứng. Đó, mình hàng vô bo mạch luôn ha. Mình tiến hành mình cấp điện vô, mình đo cái giá trị điện áp của nó khi mà có tải. Đây, như đây mình sẽ tiến hành mình đo. Đó, cái giá trị mình đo được là khoảng 160V DC. Có nghĩa là nó gây sụp áp á, 160V. Thì đây mình sẽ ghi thông số là 160V. Tiếp theo mình sẽ đo cái cường độ dòng điện khi qua tải của nó bằng bao nhiêu. Ở đây mình sẽ xả một cái chân dương của cái bo nguồn led driver này ra, mình giữ lại chân âm. Mình tháo chân dương ra, rồi mình hàn nối vô. Mình dùng một sợi dây này mình nối vô nha. Hàn ngay cái vị trí mà cái chân dương của cái mạch led này. Rồi tiếp theo mình dùng một cái đầu nối nhanh, mình nối vô. Đây là cái chân dương của nguồn led driver, thì mình nối vô que đỏ của cái đồng hồ VOM ha.
cái chân còn lại thì mình nối vào que âm. Như thế này. Sau đó mình sẽ chuyển cái đồng hồ và thang đo ampe kế 10A. Mình đo được cái giá trị cường độ dòng điện đi qua cái đèn LED này. Em tiến hành mình cấp điện vô. Đây cái giá trị mình đo được á. Ở đây là 160 mA, tức là 0.16 A. Đây cái giá trị mình thu được. Rồi tiếp theo đây mình sẽ làm tương tự với cái mạch nguồn hạ áp dùng cái tụ gố 105G. Thì mình đã sẽ đo ngược từ dưới lên trên luôn. Nói chung là hai cái thông số của hai cái bảng này tương đương nhau ha. Đối với bao nguồn LED driver này á, mình sẽ xả cái chân âm của nguồn LED driver này ra. Mình tách cái bao nguồn này ra khỏi cái thanh LED. Rồi mình lấy cái mạch nguồn hạ áp hôm nay mình mới chế tạo ra. Thì cách kết nối cũng tương tự. Đây là hai chân AC ngõ vào. Mình nối vào cái đầu nối nhanh như thế này. Đối với cái điện áp ra chân dương này á, thì mình sẽ kết nối vào cái que dương của VOM, chân âm của nguồn LED driver, thì mình sẽ hàn vô cái module chân âm của LED. Như vậy là xong ha. Thì với cái cách đấu nối này á, mình sẽ đo cái cường độ dòng điện. Đây mình tiến hành mình cấp điện vô ha. Cái đèn LED của mình cũng sáng. Tuy nhiên cái giá trị mà cường độ dòng điện tiêu thụ của nó chỉ là khoảng maximum là 0.04 thôi. Có nghĩa là 40 mA thôi, rất thấp. Cái dòng điện này á, nó phụ thuộc vào cái điện áp ngõ vào ha. Tại vì cái đây không phải là cái nguồn ổn dòng. Nhưng các bạn nhìn thấy nó dao động như vậy, nó không như cái mạch nguồn LED driver của chúng ta. Ở đây là mạch nguồn ổn dòng, là dòng điện ngõ ra không đổi ha. Đó, nó cứ dao động như thế này. Dựa vào cái cường độ điện này á, các bạn nhìn thấy không, cái đèn LED của mình nó sáng yếu hơn so với cái mạch nguồn LED driver này. Đây mình đo được khoảng là 0.02 ampere. Rồi tiếp theo này mình sẽ đo cái điện áp có tải luôn nha. Ở đây mình sẽ tiếp tục mình xả cái chân dương hồi nãy. Cái chân dương là cái chân nối thêm của mình đó. Rồi chân dương của cái bể cộng hồi nãy của tụ á, mình nối trực tiếp vô. Rồi mình tiến hành mình cấp điện.
mình sẽ đo được cái điện áp có tải của nó. Nhìn bên ngoài á, cái đèn LED này nó sáng yếu hơn so với cái mạch nguồn LED driver của mình luôn. Chuyển thang đo 1000V DC. Rồi mình chích vào hai chân cộng trừ. Mình đo điện áp có tải của nó ha. Đó, cái giá trị của mình là đo được 138V. Đó, 138 ha. Có tải của mình là 138, là xúc áp á. Tiếp theo mình sẽ đo cái điện áp ngõ ra không tải của cái nguồn tụ hóa áp này. Cho nó ra bao nhiêu. Nó đơn giản, mình xả hai chân cộng trừ ra thôi. Rồi mình nối vào một cái đầu nối nhanh. Cái cách kết nối cũng tương tự. Que dương nối với chân dương, que âm nối với chân âm của cái nguồn LED driver. Rồi mình cấp điện vô, mình đo điện áp. Cái giá trị điện áp của mình đó là tầm khoảng 300V ha. Ở đây mình ghi 300V. Thì nhìn vào các bảng này á, chúng ta có nhận xét gì? Đó là cái điện áp không tải của mình tuy nó lớn hơn, nó cũng là cái điện áp sâu chỉnh lưu, là tầm 300V DC thôi. Tuy nhiên cái điện áp mà khi cấu tải cái sục áp của nó có giá trị thấp hơn so với một LED driver 138, 160 nha. Rồi dòng điện quá tải á, thì đây là nguồn LED driver của mình là nguồn ổn dòng. Thì dòng nó mình đo được á là khoảng 160mA. Tuy nhiên đối với cái tụ hạ áp này á, cái dòng nó ra rất thấp ha. Nó chỉ tầm khoảng là 0,02A, có nghĩa là 20mA thôi. Nó nhỏ hơn gấp 8 lần cường độ dùng điện so với nguồn LED driver này. Ở đây là mình đang nói về cùng một loại tải, đó là cái đèn bóng đèn tiếp LED T8. Thì nó ra cái giá trị như vậy. Nó chỉ cho ra một cái cường độ dùng điện rất nhỏ so với nguồn LED driver ha. Như vậy là cái công suất hoạt động của cái đèn này á, nó sẽ giảm nhiều so với cái nguồn LED driver của mình. Thì nếu mà mình thắp sáng bằng cái mạch nguồn hạ áp dùng tụ này á, thì nó sẽ không có sáng bằng so với nguồn LED driver nếu cùng một loại tải nha. Tuy nhiên ở đây mình sẽ đưa ra một số nhận xét và lưu ý khi mà các bạn áp dụng cái mạch nguồn hạ áp dùng tụ 105G này. Đây là cường độ dòng điện của mạch hạ áp khá thấp so với nguồn LED driver. Cho nên những cái mạch này á, nó nên thiết kế cho những cái đèn LED có công suất nhỏ ha. Tùy công suất của mình, P sẽ bằng U nhân Y, mà Y của mình nó thấp thì tất nhiên á là cái công suất của ra nó thấp hơn so với nguồn LED driver cùng loại tải. Vấn đề thứ hai, do cái điện áp ngõ ra nó còn khá cao nên mình lắp vào, đối với những đèn LED đó, có công suất nhỏ mà có số lượng chip LED ít đó, thì nó sẽ làm cháy hết chip LED do nó quá áp.
điện áp không tải của mình đo được giá trị là 300V DC. Và nó phụ thuộc vào cái điện áp đầu vào nữa nha. Ví dụ trong cái quá trình mà hoạt động á, cái điện áp đầu vào thay đổi 220V thay đổi á, lúc mà 220V lúc mà 200V á, thì cái điện nguồn áp này nó cũng thay đổi theo, thì nó phụ thuộc vào điện áp đầu vào. Tuy nhiên cái điện áp này khá cao, khi mà các bạn làm cái mạch này á, thắp cho những cái đèn led công suất nhỏ thì nó sẽ làm cháy hết chip led. Vì vậy mình chỉ nên áp dụng cho các đèn led hoặc là vỉ led có sử dụng chip led nhiều, như cái đèn tip letter 8 hôm nãy. Đối với những cái đèn mà có công suất nhỏ, số lượng đèn chip led ít đó, thì chúng ta phải mắc thêm con điện trở hạn dòng để gây sục áp và làm giảm cái cường độ dòng điện đi qua mấy chip led đó. Thì trong các video kế tiếp á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách độ chế mắc thêm cái con điện trở hạn dòng này để gây hạn dòng và sục áp ha, làm giảm điện áp cho tải. Mình sẽ ứng dụng cái mạch nguồn hạ áp trong những cái đèn led mà công suất nhỏ. Còn đối với những đèn có công suất lớn này á, thì mình áp dụng khi mà cái số lượng chip led của mình nhiều. Còn ít quá, chẳng hạn như ở đây thanh led tip letter 8 á, nó có khoảng gần 100 con chip led, thì mình mắc ok. Còn đối với những cái vỉ led hoặc thanh led á, có số lượng chip led ít á, mình mắc rơi. Cái điện áp này 300V nó sẽ làm cho tất cả chip led nó cháy ha, tại vì quá áp. Rồi và là video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cách thực hành đo điện áp cường độ dòng điện của mạch nguồn hạ áp dùng tụ 105G 400V. Ưu nhược điểm của cái mạch này, đồng thời so sánh giữa cái mạch nguồn led driver thông thường, đây là loại nguồn ổn dòng, và cái mạch nguồn hạ áp dùng tụ 105G, thì nhìn vào bảng này mình thấy được một số cái thông số chính xác của nó. Thì đây là cái yêu cầu của một bạn theo dõi kênh YouTube của mình đó. Trong video này mình đã liệt kê lại tất cả các giá trị điện áp, cường độ điện cơ bản của nó. Đồng thời có một số cái khuyến cáo cho các bạn khi mà các bạn làm mạch này, đó là mình chỉ nên áp dụng đối với những cái đèn led có số lượng chip led nhiều ha. Đèn led mà số lượng chip led ít đó, thì mình không nên làm, tại vì nó sẽ cháy chip led. Mình muốn làm cái mạch này á, thì mình phải câu thêm cái con điện trở hạn dòng và sục áp để làm giảm cái điện áp cho tải và giảm cường độ dòng điện luôn ha. Và là video này đến để kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.